Hôm nay Sơn vừa hoàn thiện rất nhiều siêu phẩm và hôm nay Sơn quay video review với các bác để các bác xem được, các bác chiêm ngưỡng. Và nếu mà có ý kiến thì các bác hãy để lại ý kiến của mình ở bên dưới. Thề luôn các bác sẽ được ngắm những cái siêu phẩm đẹp long lanh ở đây luôn. Xin mời các bác. Bây giờ thì em sẽ đo kích thước cho các bác xem nhé. Dài là dài 2m8 các bác. Dài 2m8. Rộng là rộng 1m76. Nhưng mà sau này Sơn sẽ làm về 1m73. Tại vì sao? Bởi vì ở đây nó hơi bám một tí rác. Nó hơi bị tí một chút xíu ở đây thôi. Hơi bị bám mất ở đây khoảng đâu 1/2 rác ở đây. 1/2 thì mình bỏ đi là hai bên. Hai bên là bỏ đi khoảng là 1/2 rác. Hai bên là 3/3 rác các bác ạ. 3 phân, bỏ đi 3 phân gỗ thì còn 1m73. Rộng là 1m73, dài 2m8, dày 13 phân. Nói chung là bộ này long lanh. Em sẽ quay chi tiết về cái vân cho các bác xem nhé. Tiếp theo là em muốn giới thiệu với các bác một bộ sập thứ hai, cũng là thuộc hạng rất là đẹp long lanh luôn các bác ạ. Bộ sập này là rộng 1m6, dài là 2m8, dày là dày 12 phân các bác ạ. Bộ bên kia dày 13, bộ này dày 12 các bác nhá. Cũng là đẹp long lanh nhưng có điều nó cũng bị bám rác ở đây một chút. Tại vì sao mà em chưa bỏ cái bộ rác này đi? Bởi vì ấy, em muốn quay cho bác xem thực tế nó như thế này. Bác nào muốn giữ lại cái rác này thì giữ, còn nếu bác nào muốn bỏ đi thì bỏ sau. Bỏ đi thì mình sẽ phải hơi phạm vào và mình phải xẻ tấm này xuống, bỏ đi nó nhỏ đi. Nhưng mà nếu mà bác nào chấp nhận được thì cứ để chơi thôi. Còn Sơn thì Sơn vẫn là báo thật với các bác, không có giấu giếm gì cả. Cái gì thì báo cái đấy, chứ không có phải là giấu giếm. Nó bám rác mình không có lấp liếm đi. Toàn bộ là thực tế, các bác quay xem thực tế luôn. Được chưa ạ? Đây là chất gỗ gõ đỏ ni dê. Nếu bác nào mà tìm hiểu rồi thì đây là cái dòng gỗ mà có cái chất lượng gỗ là bậc nhất luôn, thực sự luôn. Nói chung là những cái bộ như này là long lanh, các bác nhìn thấy không ạ? Đẹp long lanh luôn. Bộ như thế này thì Sơn hiện tại đang bán là 65 triệu các bác ạ. Bao gồm vận chuyển cả chân, đặc biệt là chân bằng gõ đỏ ni dê luôn các bác ạ. Làm tất cả bằng gõ đỏ ni dê luôn. Chỉ có mỗi cái BU này với cả là mấy cái keo cúng là bằng cái khác thôi, còn là bằng gỗ gõ đỏ các bác nhá. Nên là bác nào quan tâm đến cái những dòng sản phẩm gõ đỏ ni dê và lim xanh thì có thể liên hệ với Sơn. Tập trung vào hai dòng chính là gõ đỏ ni dê và lim xanh. Đây là hai dòng mà Sơn đã qua nhiều cái lựa chọn, qua nhiều những cái lần mà mình đã trải nghiệm, qua nhiều những cái lần mà mình đã nói chung bị chửi thì mình mới tìm ra được. Rồi, các bác nhớ ấn vào nút đăng ký kênh để nhận được các những cái video mới nhất của Sơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Xin chào.